Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một mẫu chân loa rất là xịn sò, mang thương hiệu là Sâu Kinh, một thương hiệu của Trung Quốc các bác nhé. Hàng rất là xịn sò, rất là chắc chắn, được nhập khẩu từ Trung Quốc. Chân này thì được làm bằng vật liệu là hợp kim nhôm, trọng lượng rất là nhẹ nhưng mà chịu lực rất là tốt. Nó có thể chịu lực được khoảng trên 70 cân. Nhưng mà các bác kê loa full chỉ tầm khoảng 20 đến 30 cân là cùng. Cho nên là bác kê loa thoải mái, đi sâu hay là kê ở gia đình, phòng hát thì chịu lực rất là tốt, rất là an toàn. Không chứ không như mấy cái chân loa rẻ tiền của Việt Nam sản xuất. Trọng lượng của cái một chân này khoảng 3,5 kg các bác nhé. Đây, khi xếp này rất gọn gàng, di chuyển cũng rất là tiện. Sâu Kinh, kích thước tối đa mình có thể nâng lên khoảng 1,7 m, 1,8 m, nhưng mà không ai kê cao thế cả. Mình kê tầm 1,5 m, 1,6 m. Thấp nhất thì có thể là chiều cao khoảng 1,01 m. Được sơn tĩnh sơn phủ tĩnh điện, sơn rất là bóng, rất là mịn. Các cái khóa chốt rất là chắc chắn. Đây là cái chốt của nó, khi mình nâng lên, nâng một chốt vào rất là xịn sò nha các bác nhé. Các bác mua mấy cái đôi chân loa của Việt Nam tầm 400-500 nghìn rồi, nhưng mà chất lượng nó không thể bằng như cái loại này được. Hàng công ty, hàng xịn của Trung Quốc, từng nhập khẩu bởi công ty. Xem mã của nó là gì. Đây, mã SB400, xuất xứ Trung Quốc, đơn vị nhập khẩu là công ty thương mại dịch vụ Việt Thương, có địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị sản xuất là công ty Sâu Kinh Electronic. Các bác dùng cọc loa sản xuất tại Việt Nam thì cái phi này nó là phi 35 thiếu, nên là cắm vào loa nó cứ lòng la lòng lay, nên cái loa nó không được vững chắc. Khi bác dùng cái cọc này cắm loa thì là rất là khít, vừa vặn, loa rất là êm. Nhưng các bác kê ở gia đình hay là kê ở hội trường sân khấu thì đó, thì nó yên tâm, nó không sợ đổ, sợ ngã, gây nguy hiểm. Rất là xịn sò. Các cái chi tiết gia công rất là sắc nét, tỉ mỉ. Ba cái chuỗi bịt nhựa rất là cứng, rất là dày nhé, chống trượt, chống chống sức nền. Các bác đã chơi những đôi loa, những bộ dàn âm thanh chất lượng cao thì cố gắng đầu tư cho mình một đôi chân loa nó đẹp, chắc chắn và xịn sò chút để mình yên tâm mình sử dụng. Mình mua những cái chân loa rẻ tiền của Việt Nam tầm 400 nghìn rồi, hơn 400 nghìn rồi, thêm ít nữa thì mình mua được cái đôi chân như này thì rất là chắc chắn, rất là yên tâm. Đây, các bác để ý xem, em cắm loa vào rồi đây. Lắc lư rất là khít, không hề lắc lư thế nào, không hề có độ dơ thế nào. Đấy, rất là chắc chắn. Đây, bên này thấy như loa của chân loa của Việt Nam lắp vào, lắp ra lắc lư, các bác phải chèn giấy quấn bằng dính thì nó mới khít được, nhưng là rất là khít các bác nhé.
rất là vững chãi, có vô tình động chạm vào cũng không sợ đổ. Các bác có nhu cầu mua sắm thì cứ alo em nhé. Em ở Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình. Số điện thoại là 039 49 42 186. Em ship hàng toàn quốc nhé. Các bác nhận hàng, kiểm tra, ok rồi mới thanh toán. Rồi, em xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo ạ.